Vâng, xin chào các bạn. Với video này, Support Hotrocks sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đăng nhập tài khoản LINE trên phần mềm MT4 trên máy tính. Bước 1. Bạn cần phải đăng nhập vào MyHF bằng ID và mật khẩu Hotrocks đã gửi trong email. Sau đó, bạn mở tài khoản LINE. Nếu như bạn chưa có tài khoản LINE, vui lòng xem hướng dẫn mở tài khoản MT4 ở video trước kèm trong phần mô tả. Bước 2. Bạn tìm trong thư tiêu đề Hotrocks LINE Account Open. Đây là thông tin tài khoản LINE của bạn. Tiếp theo, bạn click vào Download MT4 Platform. Chọn tải cho Windows. Chọn lưu tệp tin. Và bạn cài đặt như một phần mềm bình thường. Chọn Run, chọn Z, chọn Next. Chọn Finish. Và bạn chờ khoảng 30 giây để phần mềm khởi chạy. Tiếp theo, sau khi phần mềm MT4 đã chạy xong, chúng ta quay lại email. Copy account number, tức là số tài khoản MT4. Chọn file. Chọn login to trader account. Số login chúng ta dán tài khoản LINE. Mật khẩu chúng ta lưu ý cần copy không có khoảng trắng và không được dịch sơ thư sang tiếng Việt. Khoản của bạn server HF Market SV Live Server 5. Bạn cần phải chọn đúng HF Market SV Live Server 5. Chọn login. Bạn để ý góc dưới bên phải có hiện tốc độ kết nối, như vậy là bạn đã đăng nhập thành công. Trong trường hợp đây hiện ra thông báo invalid account, tức là bạn đã đăng nhập sai mật khẩu, bạn cần copy và làm lại. Chúc các bạn giao dịch thành công. Mọi thông tin hỗ trợ vui lòng liên hệ hotline Support Hotrocks 0898888838. Hotforex, with you every step of the way.